Một cuộc triển lãm và đấu giá tranh đặc biệt vừa diễn ra để gây quỹ cho các bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tác giả của cuộc triển lãm này là Phó Vạn An, hay còn được gọi là thần đồng hội họa nhí Xeo Chu. Cậu bé từng có những bức tranh gây ấn tượng mạnh với giới hội họa quốc tế. Xeo Chu mở triển lãm trực tuyến Pandemic Painting gây quỹ vì cộng đồng. Đây là cuộc triển lãm thông qua robot đầu tiên tại Việt Nam, giới thiệu 20 tác phẩm chia 3 chủ đề: hoa, ruộng bậc thang và biển. Với công nghệ thực tế ảo, khán giả có thể đi từ phòng này sang phòng khác và ngắm tranh theo nhiều góc độ. Với số tiền bán đấu giá online 8 bức tranh 2,9 tỷ đồng, gia đình họa sĩ Xeo Chu đã mua các thiết bị gồm máy thở, máy sốc tim, đồ bảo hộ, khẩu trang. Tất cả đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để các bác sĩ có thêm phương tiện cứu giúp bệnh nhân. Ngoài ra, Xeo Chu cùng gia đình đã dùng 388 triệu đồng tiền bán tranh phiên bản giới hạn để mua rau củ cho các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm Anh.